Xin chào các bạn, hôm nay vợ mình với mình lại đi mới đi làm về nữa. Thì bây giờ trời rất là lạnh các bạn. Bữa hôm nay nhiệt độ nó xuống là 0 độ C luôn. Nó lạnh teo luôn các bạn. Thì bữa hôm nay tụi mình sẽ ghé chợ Ô Liệp. Đã lâu rồi tụi mình không ghé chợ này các bạn. Bây giờ thì tụi mình ghé chợ này để làm clip cho các bạn coi. Đã lâu rồi Nhân Ly không nói cái câu này rồi. Lạnh teo chim. Ok các bạn ơi, bữa nay chợ nó bán mía các bạn. Khô quá giờ không ngọt đó. Ok. À. Bên đây mua. Ờ đây. Vợ mình nó đang lựa mía các bạn. Bữa nay qua quá trời người mua mía luôn. Sao mua hay nó bán cây hả hay cái khúc? Bây giờ mình để cho vợ mình đi lựa đồ đi, mình sẽ mua tôm hùm về để mình nấu cái món tôm hùm cà ri cho các bạn nha. Bữa hôm nay mình sẽ ghé chợ Seafood City chứ không phải Benicia. Thì cái chợ này kêu bắt hai con tôm hùm. Tôm hùm bữa nay nó lên giá các bạn, tại vì lúc này tôm hùm nó rất là hiếm. Ok. Khi mà cái kênh Nhân Lì đang bắt ăn tôm hùm rồi, bây giờ ai cũng đổ xô đi ăn tôm hùm hết, bởi vì tôm hùm nó bắt đầu nó rất là mắc các bạn. Nó lên giá luôn. Ok các bạn, mua hai con tôm hùm. Hai con tôm hùm có 17 đô la các bạn. Hai con tôm hùm này có 200 ngàn à, một con tôm hùm 100 ngàn. Quá bận quá đã luôn. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh ăn chơi của Nhân Lì. Thì bữa hôm nay là tháng 12 các bạn ơi. Thì mình thấy trên mạng rất là nhiều người đã nói là chúc mừng tháng 12. Thì thôi kệ đi, tháng nào họ cũng nói gì hết. Thì bây giờ mùa đông các bạn, bởi vì tụi mình sẽ không có đi qua ra ngoài đường nhiều, cho nên tụi mình ở nhà suốt luôn. Ở ngoài nhiệt độ rất là lạnh các bạn. Tại vì nếu mà các bạn ra ngoài đường, bữa nay gió rất là mạnh, mình ra ngoài đường mình sợ nó thổi mình bay các bạn. Bởi vì mình ở trong nhà. Với lại ngoài đường mà trời mà lạnh mà gió nữa, nó rất là lạnh luôn, nó là siêu lạnh luôn. Cho nên tụi mình ở nhà nấu răng cho các bạn coi. Thì bữa hôm nay tôm hùm nó rẻ, bây giờ tụi mình sẽ ra một cái series về tôm hùm nữa các bạn. Thì cái kênh của mình nổi tiếng là tại là tôm hùm các bạn, bởi vì tụi mình sẽ nấu tôm hùm. Để coi con vợ mình nó làm gì. Ok các bạn ơi, thì vợ mình nó đang chặt tôm hùm ra để coi bữa nay vợ mình nấu món gì để mà nó chặt ra nhỏ xíu vậy. Ồ, bữa nay vợ mình nó chơi đố mình đó các bạn. Một người thông minh như vậy như mình mà nó đòi đố mình nhìn sơ là mình biết con vợ mình nó muốn nấu cà ri rồi các bạn ơi. Tại vì mỗi một lần vợ mình nó nấu cà ri là nó hay chuẩn bị mấy cái đồ này lắm. Bởi vì mình biết là con vợ mình sẽ nấu cà ri. Nhưng mà bữa nay vợ mình nó lại nấu món gì mà bỏ tôm hùm như nữa. Đừng có nói là nó nấu cà ri với tôm hùm nha. Rồi đúng luôn. Thôi kệ nó luôn, mình cái gì cũng ăn được các bạn. Thì bữa hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn nấu cà ri tôm hùm nhé. Thì hồi bữa mình nấu tổ yến mình còn dư các bạn ba cái miếng tổ yến này, các bạn ngâm ra là cũng được một tô mấy luôn á nha. Thì mỗi một lần các bạn xài một miếng thôi. Ok, bỏ đây đi, kệ nó đi, dục đó. Ok đi, giờ trở lại cái căn bếp huyền thoại của hai vợ chồng mình rồi. Thì tụi mình chỉ còn sống ở đây thêm mấy tháng nữa thôi là tụi mình sẽ chuẩn bị dọn rồi các bạn ơi. Một năm nữa thì có nhiều bạn hỏi mình là anh Nhân ơi, tại sao anh Nhân không sống ở nhà anh mà anh Nhân sống nhà mướn. Nó thật sự sống nhà mướn này nó gần tiệm mình, tại vì các bạn biết mỗi một lần mà mình đi từ nhà mình lên tiệm á, mỗi một tuần như vậy mình chạy tiền xăng của mình là mình tốn 40 đồng tiền xăng. Nhưng mà tại vì đâu có ai muốn ai cũng muốn ra đi tự lập thoải mái, tự do thoải mái. Nhưng mà nếu mà mình dọn lên đây thì mình chỉ tốn có một tuần 20 đồng tiền xăng thôi. Và mình có thời gian để quay clip cho các bạn coi. Thì ai mà có gia đình sống riêng tự lập thoải mái, thứ nhất là mình tự trách nhiệm sống của mình. Dù. Bởi vì sau này thì đó. Thoải mái. Với lại sau này tụi mình có nhà, tụi mình cũng sẵn sống như vậy cho nó khỏe các bạn hiểu không? Sau này tụi mình sẽ mua căn nhà, hai vợ chồng mình sẽ bày ra cái căn nhà mới của tụi mình. Với lại tụi mình sẽ có thời gian nhiều để quay clip cho các bạn coi. Ở chung mấy người lớn mà làm mà bày không được đẹp gì vậy. Vậy sau này hai vợ chồng mình đã nói rồi, tụi mình sẽ sống vậy thôi, không có sống chung nhà hết, mua nhà bự cũng vậy. Chứ không sống chung nhà hết. Vì nó khỏe, sau này có muốn bài cỡ nào cũng được, có muốn dục cỡ nào cũng được. Tại vì nãy em quên mua khoai lang với lại không khoai môn cho nên ăn khoai tây với cà rốt đỡ. Ok. Với lại tại vì hải sản nên bỏ miếng rừng vô cho ấm. Ok. Lại bây giờ sợ bị tôm nó sẽ bị tanh khi mà mình nấu cà ri thì em sẽ chiên sơ tôm. Ok. Bây giờ mình sẽ chiên sơ con tôm hùm qua đây các bạn ơi.
Thì hôm nay mình ăn tôm hùm kia hoài rồi cũng ngán, bây giờ mình sẽ làm món mới các bạn. Tại vì dạo này bên đây tôm hùm nó cũng hơi rẻ, bởi vì mình sẽ mua nó về để mình nghiên cứu món ăn nào nó ngon. Hôm nay thì mình ăn tôm hùm xào này, tôm hùm hấp bia rồi. Bữa nay tụi mình nấu cà ri, rồi ngày mai mình sẽ lấy tôm hùm nấu canh cải, ngày mốt tụi mình sẽ lấy tôm hùm tìm thuốc bắc. Nói chung là những cái gì mình sẽ nấu đủ thứ, tôm hùm ngâm Coca-Cola rồi tôm hùm cái gì tụi mình nhá. Nói chung là đại khái là tôm hùm thôi đi. Wow. Mình thích nhất là cái lúc mà tôm hùm mà khi mà nó chuyển sang màu đỏ bạn, rất là đẹp và rất là nhìn rất là ngon luôn. Bỏ nguyên cái đầu tôm hùm vô luôn ăn cho nó đã. Thì có nhiều bạn hỏi mình cái cách làm tôm hùm này, có nhiều bạn lại chơi cách làm tôm hùm này đó. Thật sự thì nếu mà các bạn nào mà chưa thấy cái cách làm tôm hùm này á, thì nếu mà các bạn có thời gian, các bạn có thể đi ăn ở những cái quán ăn ở lề đường á, họ có nấu như vậy. Thì những cái này thì nói chung là cách nấu thì mỗi người mỗi khác, các bạn nó không ai giống ai cả. Thì có nhiều người khi mà họ thấy mình nấu cách này, họ lại nói là trời, nấu như vậy là sai, không biết nấu. Nó thật sự thì mình ăn tôm hùm còn nhiều hơn những cái người này họ ăn nữa, mà họ lại chơi mình, các bạn hiểu không? Như là không hiểu nổi. Nói chung mọi người một cách chế biến thôi, không mình không giỏi ai, nhưng mà chưa chắc gì người ta cũng đã. Thậm chí mà những cái nhà hàng nổi tiếng họ cũng nấu như vậy, nhưng mà những cái người này họ không biết họ có ăn ở những cái nhà hàng nổi tiếng đó chưa, mà họ lại nói là lại không biết cách nấu các bạn nhé. Bởi vì khi mà các bạn coi kênh của mình thì các bạn hãy comment lịch sự, tại vì nếu mà các bạn comment không lịch sự thì mình sẽ văn minh trong cái sự xã hội, trong khúc lịch. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Wow, bây giờ thì mình sẽ bỏ càng vô chiên. Qua cái đầu nó gạch không nè. Trứng không nè. Cái này mà mình chấm bánh mì là ăn là thôi là hết sảy con bà bảy luôn. Nãy không có bánh mì, mai ăn bún đỡ. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Còn chờ đợi gì nữa mà không bỏ vô cái nồi curry của mình. Thì bữa hôm nay để coi vợ mình đang làm gì đây. Đang xào tỏi các bạn. Ok, bây giờ tôm hùm của mình thì nó đã chín sơ sơ rồi. Bây giờ vợ mình nó đang vớt ra. Ok, mình cái này mình bỏ vô nồi curry là mình không biết cái nào là curry, cái nào tôm hùm luôn. Hai cái đều đỏ các bạn. Thì chỉ còn có 30 mấy ngày nữa thôi là tụi mình chuẩn bị đi chơi rồi. Khá là háo hức các bạn ơi. Thì bây giờ mùa này lạnh rồi nên tụi mình sẽ không đi đâu cả. Tại vì mùa này lạnh rồi thì ở nhà cho sướng, chứ đi ngoài đường quay phim cho các bạn coi mà các bạn không bấm like nằm biến đi quá. Như cái này mình chỉ là ở nhà mình ăn xong mình nấu, chứ phải nấu cái kiểu như hàng, cho nên mọi người có thể ra thì cũng chịu thôi, chứ biết sao giờ. Thì đó. Mình nấu nhà mình ăn đâu có ai dạy, mình đâu đi học ở đâu đâu. Đáng lẽ là mình định đi, mình với vợ mình đi trượt tuyết, tại vì ở cái nhà, ở gần nhà mình nó có cái khu trượt tuyết ở trong nhà các bạn, cái khu đó gọi là thung lũng bí mật. Thì tụi mình định đi quay, nhưng mà theo tụi mình thấy trời lạnh mà tụi mình đi quay mà các bạn coi mà các bạn không bấm like lên thôi, mình dẹp luôn. Để chừng nào mà các có nhiều bạn, nếu mà các bạn nào mà muốn coi cảnh trượt tuyết thì các bạn hãy comment đi. Nếu mà có nhiều người muốn coi thì mình với vợ mình sẽ đi quay, tụi mình sẽ đi vô cái chỗ đó. Thì ở đó đó, giống như bây giờ ở bên ngoài nó rất là lạnh rồi, thì ở cái chỗ đó đó nó sẽ đem mười mấy cái máy phun tuyết về luôn, nó sẽ phun ngập cái khu đó luôn các bạn. Thì nếu mà bữa nay trở ngoài trời mà chưa có tuyết rơi á, thì cái máy nó có nhiệm vụ là nó sẽ phun tuyết ra, nó làm cho cái khu đó trở thành rất là nhiều tuyết. Thì các bạn mua cái vé vô trỏng, các bạn sẽ được chơi trượt tuyết nè, đi cáp treo, nói chung là đủ thứ đó, giống như là một cái thung lũng tuyết gì đó. Thì nhưng mà vô đó rất là lạnh các bạn, tại vì bây giờ ra ngoài đường lạnh rồi, nhưng mà vô đó mà nó phun tuyết nữa thì nó rất là lạnh. Bởi vì tụi mình đang suy nghĩ là tụi mình có nên đi hay không, tại vì nếu mà tụi mình đi mà quay cho các bạn coi thì cái đó là chỉ là chuyện giống như là mình rất là vui mình không, nhưng mà các bạn coi mà các bạn không bấm like thì mình là biến lắm, rất là buồn. Ok, thì bởi vì các bạn phải coi mà các bạn bấm like để mình mới có động lực mình làm tiếp các bạn nhé. Tại các bạn không bấm like thì mình không có động lực đâu. Thì bây giờ tụi mình sẽ có rất là nhiều chủ đề. Tụi mình sẽ đi trượt tuyết ở trong thung lũng bí mật nè, tụi mình sẽ đi bắn súng hơi ở trong thung lũng bí mật nè, và tụi mình sẽ đi săn nai, săn sóc, săn báo, săn gấu, săn ngựa, săn nói chung là đủ thứ vậy đó. Thì nếu mà các bạn nào yêu thích đó, thì các bạn cứ
bấm like thiệt là nhiều đi, mình sẽ có rất là động lực mình làm các bạn nhé. Bây giờ lại trở lại với kênh ăn chơi cùng Nhân Lì nấu cà ri. Lần đầu tiên làm chị ấy. Bây giờ lần đầu tiên hai vợ chồng mình làm cà ri tôm hùm các bạn. Bởi vì tại vì mình thấy thôi bây giờ tôm hùm rẻ quá, mình không có gì làm nên mình sẽ chế biến. Thì cái nguyên liệu của cái cà ri đó chính là nước cốt dừa các bạn, để làm cho cái nồi cà ri mình nó béo. Mấy sữa tươi vô nữa. Thì vợ mình đây. Rồi, còn cái bình sữa đó sáng mai mình sẽ uống các bạn. Ok. Cái ở bên Mỹ này á, người ta có hai loại sữa, loại sữa nắp đỏ và loại sữa nắp xanh các bạn. Loại sữa nắp đỏ này á, là để cho uống cho mập, rồi sữa nắp xanh là uống cho ốm các bạn ơi. Khi mà các bạn qua Mỹ á, các bạn nếu mà muốn ốm á thì các bạn uống sữa nắp xanh nha, còn các bạn muốn mập á thì các bạn uống sữa nắp đỏ nhé. Ok. Bây giờ mình quất cái đầu đi các bạn ơi, gấp cái đầu nó ra. Hấp dẫn quá các bạn nhìn nè. Cái gạch nó còn dính trong mình. Nó chín rồi nó cứ rớt ra. Yeah. Trời con này gạch nè. Vậy thì sớm. Tôm thì vậy thì sớm. Các bạn có thấy nấu cà ri lẹ không? Đó. Có nhiều thứ mình còn lẹ hơn nấu cà ri nữa các bạn. Bây giờ mình bỏ cái đầu vô rồi, như vậy là xong cái nồi cà ri rồi. À hả? Ngày mai mình bỏ bún vô mình ăn thôi. Thay thường thường. Thường thường thì các bạn ăn cà ri với lại thịt gà, cà ri rạ hay là cà ri vịt. Bây giờ mình không có vịt, mình ăn cà ri tôm hùm đi các bạn. Ăn gà rồi cũng ăn được thì coi như thêm một món mới, và không được thì cho mọi người tránh xa mình có thử. Xong rồi bữa nào nấu canh chua. Bỏ miếng đá vịt chưa? Chưa, cũng xong xíu. Rồi nấu canh chua xong rồi nấu gì nữa ta? Trời, tôm hùm canh chua hả? À, canh chua xong rồi mình xào bơ tỏi, xào muối tỏi. Oh yeah. Hả? Tôm hùm nấu súp gừng ăn. Tôm hùm mình phải lâu quá nó sẽ bị mềm, cho nên là cái này em đã luộc sơ rồi, nó cũng mới hơi mềm rồi. Ủa còn cái gan gà em cắt chưa? Mai làm luôn. Mai làm hả? Gan không, làm ăn á, làm ăn tối ngày mai. Ừ, thì để đó ngày mai làm. Bây giờ mình bỏ rau vô như là xong cái nồi cà ri rồi của mình rồi các bạn. Nãy nêm nếm rồi. À hả. Thì giờ ngày mai mình ăn thôi. Mình đợi cho nó nóng lên rồi ngày mai trước khi ăn thì bỏ hành vô. Bây giờ mình đã đi làm về rồi thì bữa nay mình đi làm về trời nó rất là lạnh luôn. Nói chung là trời bữa nay nó có tuyết rơi các bạn. Thì mình không đi đâu cả và mình sẽ tập trung vào cái series ăn tôm hùm của mình. Thì bây giờ mình đang hâm lại cái nồi cà ri tôm hùm của mình các bạn, để coi ăn tôm hùm nấu cà ri có ngon không các bạn. Và mình bữa nay mình có cua hoàng đế nữa, bữa nay mình sẽ chơi combo double luôn là tôm hùm đại chiến cua hoàng đế các bạn ơi. Thì sau khi mà ăn tôm hùm và cua hoàng đế xong thì mình sẽ ra một xíu rồi về pate, người ta gọi là pate gan. Thì ở trong tủ lạnh của mình nó có một cái này rất là hay. Mình mới mua được ra các bạn. Đây là con cow liver, có nghĩa là gan của con cừu các bạn. Con cow không biết con gì nữa, gọi là con cừu đi. Thì đây là cái gan của nó. Mình nghe nói gan này, con này nó béo lắm các bạn. Thì gan vịt, gan ngỗng, gan gà mình đã ăn rất là nhiều rồi, nhưng mà mình chưa ăn gan cừu bao giờ. Thì bữa hôm nay mình ăn xong cua hoàng đế thì mình sẽ ra một series về gan nha các bạn. Thì bây giờ bên Mỹ nó cũng bán gan nữa các bạn, nó bán gan gà nè, gan vịt, gan ngỗng và gan cừu nữa. Cho nên mình nảy lên một cái ý tưởng là mình sẽ làm một cái đoạn video độc lạ cho các bạn coi, ok? Hy vọng các bạn sẽ thích. Bây giờ tụi mình hâm nó lại rồi tụi mình ăn thôi các bạn ơi. Thì ok, thì mình ăn thôi. Ok các bạn ơi, con vợ mình bây giờ nó đang chặt mía các bạn. Thì nhà cửa mình hơi bề bộn, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi cái sự bề bộn của hai chồng mình luôn. Thì bữa nay mình đi chợ, bữa hôm nay mình mới đi chợ, mình mua được 2 cây mía các bạn. Thì không biết ở đâu nó đem về 2 cây mía này, nhưng mà ở bên Mỹ á thì mấy cây mía này nó bán rất là hiếm các bạn, nhưng mà khi mà họ bán á, nó nói chung nó cũng không ngon nữa, bởi vì rất ít ai mua.
Nhưng mà bây mình mua thử về ăn coi nó có ngon không các bạn ha. Để coi giờ mình chặt mía đi. Đứt luôn, ngọt không? Good. Ok, con vợ mình nó nói mía ngọt các bạn. Not bad. Rồi. Cái mía này là $2 của mình đó, nó mà không ngọt là nó mất $2 của mình luôn. Đây nhặt chưa? No, I can do it. Nhà thấy Việt Nam ta làm như này. Vui này nha. Ăn mẹ đen làm đồ. Tụi mình đang ở nhà mướn các bạn, có cái ông ở dưới nhà của mình, tụi ở ông thấy tụi mình chặt, ông tưởng tụi mình giết người ở trên này. Lát nữa ông chạy lên. Nhưng mà nó giỡn vậy thôi chứ ở Mỹ này họ không có nhiều chuyện đâu các bạn. Họ có gì họ gọi cảnh sát, là giống như mà các bạn làm phiền quá đó thì họ lấy điện thoại lên họ gọi cho cảnh sát, lát nữa cảnh sát nó tới nó kiếm bạn. Nó nói là cái nhà ở dưới nó than phiền là mày làm ồn quá. Chứ nó không phải giống như bên Việt Nam mình, bên Việt Nam giống như là nhà hàng xóm mà làm ồn quá đó. Các bạn sẽ ra, các bạn gõ cửa, anh ơi anh có thể nào nhỏ tiếng lại không? Thì bên Mỹ này á, tụi nó không có nó không có qua đâu, tụi nó sẽ gọi cảnh sát, tụi nó sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Cũng không ngọt lắm. Mía này cũng không ngọt mà. Vậy à? Thay giờ là được mía uống. Ngày mai đi mua khóm, là mua chanh, mua tắc vậy. Xay ra làm mía uống. Cái này mua mía vậy ha. Bữa nào mình gọt ra. Cái mình thịt á, giống như là cái gì? Thịt nướng cây mía hả? Không phải, giống như là à, đi vô coi tôm hùm đã. Nãy giờ nó chưa sôi hả? Thì bây giờ ngoài trời nó rất là lạnh bởi vì mình không có đi ra đường được, cho nên mình sẽ ở nhà, mình sẽ nấu ăn, mình sẽ trở lại cái chuyên môn chính của mình, đó là nấu ăn các bạn ơi. Gì hả? Mình đang canh con vợ mình. Em gặp rồi bây giờ. Đứng im, giơ tay lên. Anh đặt rồi nè. Lên. Nè. Nó súng nè. Oh. Anh phải thức quý hả? Thôi, không ăn đâu, cắn ăn đâu. Ừ. Không biết sức mía nhưng chết bà rồi, đâu phải dám mình tay đâu. Thì hồi nhỏ tới lớn các bạn mình rất là thích chơi súng các bạn, nhưng mà cho tới khi mình qua bên Mỹ mình có điều kiện để chơi những cái súng như thế này. Nói thật sự những cái súng này á, nó chỉ là súng bắn bi thôi, nhưng mà nó không có đau các bạn. Đây hồi bữa mình đã thử rồi, mình bỏ cái bình CO2 đây, nhưng mà cái bình CO2 này nó đã hết rồi. Bây giờ mình phải gắn cái bình khác nó vô nữa. Thì giờ bữa nữa mình sẽ dùng cái súng này để mình đi săn sóc các bạn. Ví dụ bây giờ mình đem cái súng này vô, ok? Thì đi vô rừng các bạn biết không, ở trong rừng nó có nhiều sóc lắm. Mình thấy nó lấy ra thắng á. Thì bây giờ cái súng này nó chưa có ga nên bắn không có được. Bây giờ nếu mà mình bỏ cái bình ga đây á, thì mỗi khi mà mình lên đạn một lần đó là mình đánh nó. Nhưng mà cái súng này là cái súng nhỏ, bởi vì nó không có ống nhòm các bạn. Nếu mà mình mua cái súng dài nó sẽ có ống nhòm, thì tại vì mình bắn nhiều những con sóc á, mình phải nhắm nó được, mấy con sóc nó nằm xa lắm. Thì cái súng này á, các bạn bắn cho vui thôi. Nếu mà các bạn muốn bắn sóc á, các bạn phải mua những cái súng mà nó có ống nhòm để bắn đó. Đó. Còn bây giờ mình dùng súng này để mình bắn con vợ của mình. Cái súng này nó làm rất là vui. Ok các bạn ơi, bây giờ cái nồi của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra nha các bạn. Thì anh em nêm nếm lại coi. Ok, để cho vợ mình nêm nếm lại coi thử coi. Nè. Chị. Để cho vợ mình nêm nếm lại coi có vừa ăn chưa, rồi mình sẽ ăn các bạn nhé. Cho xin một tô đi. Mình nói theo kiểu lịch sự đi, cho xin một tô đi. Thôi ăn không thôi. Vừa ăn chưa? Chưa. Ok, bây giờ cái nồi curry của mình chưa vừa ăn các bạn, mình phải nêm nếm gia vị.
Tại vì mình ăn mặn rất là nhiều các bạn. Cho nó phải có mặn ngọt chua cay. Đó. Nếu mà mình đi ăn nhà hàng mà họ nấu cà ri á, họ nấu lọt các bạn. Họ nấu không có mùi cà ri như mình ở nhà mình nấu cái mùi cà ri á, nó sẽ thơm mùi cà ri hơn. Bởi mình ăn những cái món nào mình nấu được á, mình thích nấu hơn. Tại vì mình ăn những cái món nào mà mình không nấu được, mình sẽ không thích nấu các bạn. Good. Perfect. Mình là trai thời trung hiếu, mình làm đầu, mình phải quất cái đầu các bạn nhé. Rồi vợ mình nó là gái thời tiết hạnh nên nó quất phao câu cánh gà thôi. Ok, nước, chút xíu nước thôi. Thôi đừng nhiều vậy, ok. Rồi, thì trong cái nồi này có hai con tôm hùm, mình lại múc một con ra thôi. Múc chưa được con nữa. Còn bên đây là cua hoàng đế, ok. Mình sẽ ra một series về ăn tôm hùm cua hoàng đế miết luôn cho các bạn coi, các bạn khỏi comment luôn. Ok, các bạn đã trở lại với kênh ăn chơi của Nhân Lì. Thì tối nay nó chanh cái bịch gì nè. Wow, đây là cà ri nước cốt dừa mà bữa nay hôm nay mình sẽ không nấu cà ri với thịt gà nữa các bạn. Mình sẽ không nấu cà ri với thịt vịt nữa. Bữa hôm nay mình sẽ nấu cà ri với thịt với tôm hùm các bạn. Mình phải nấu lạ với người ta để coi tôm hùm có ngon với cà ri không các bạn nhé. Mình phải ăn theo kiểu quý sơ tộc, tại vì có nhiều người họ nói mình ăn dơ các bạn. Đây mình giống quý sơ tộc thôi. Thì cua hoàng đế, tôm hùm, để coi cua hoàng đế với tôm hùm cái nào ngon các bạn nhé. Cà ri phải ăn cái này. Ok, thì ở đây mình có cua hoàng đế. Thì cua hoàng đế mình đã quay nhiều rồi nhưng mà mình vẫn quay cho các bạn coi, tại vì mình biết các bạn rất là thích. Bây giờ mình sẽ xịt phần đi. Trước tiên mình sẽ vô với lại cái đầu của con tôm hùm. Wow, thì các bạn đã biết, các bạn biết kênh của mình ăn tôm hùm là quá nhiều rồi. Nếu mà cái kênh của mình không ăn tôm hùm thì cái đó không phải là cái kênh của mình các bạn. Wow, trời ơi. Nay em uống gì đó nha. Khi mà mình tách cái con tôm hùm ra, các bạn nhìn cái đầu gạch không là em. Cái gì mình các bạn nhìn cái đầu gạch không nè em là sao? Trời ơi. Cái con tôm hùm này mà hồi bữa mình định xào hành gừng các bạn, nhưng mà nếu mà mình xào hành gừng đó thì các bạn sẽ không có thấy cái mới mẻ. Bởi vì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cái sự mới mẻ nè. Cho con vợ mình nó ăn để nó bổ các bạn. Nó đã bổ chiều ngang rồi bây giờ. Đã ha. Nè trứng nào. Cho nó bổ chiều dọc luôn. Cái cà ri nó béo thơm người. Lâu lâu á các bạn phải đổi khẩu vị đi. Các bạn phải làm mình nhìn cục gạch nè các bạn ơi. Trời ơi. Thì mình chấm với muối tiêu chanh kia ra. Trời ơi. Cái cục trứng nó bùi hả. Quá đã. Ngon quá các bạn ơi. Đúng là mọi người biết ăn cái cúc dừa cà ri nấu làm sao. Nãy giờ lo ăn mà quên diễn tả. Các bạn, cái nước cà ri này đó mà các bạn bỏ nước cúc dừa vô á, nó thơm lắm. Tại vì hồi xưa có nhiều nơi á, giống như là có nhiều nơi họ nấu cà ri họ không có bỏ nước cúc dừa các bạn. Ăn thì nó hơi cay cay thôi chứ nó không có thơm cái mùi dừa. Có nhiều nơi họ bỏ nước cốt dừa vô. Nói chung là mỗi một nơi á họ nấu cà ri khác nhau các bạn. Có nhiều nơi họ lấy trà, họ bỏ vô cà ri luôn thành cà ri trà. Các bạn có bao giờ nghe cà ri trà chưa? Em nghe về cà ri trà chưa? Nhìn là biết rồi. Dạ em cũng nghe nói là em biết sao luôn rồi. Bởi vì mình sẽ ra cái video về cái đó các bạn. Cà ri chè béo hả? Béo good. Như vậy là cái món ăn tôm hùm cà ri của mình là thành công rồi các bạn ơi. À coi có sống vào ngày mai không vậy ạ? Bây giờ mình sẽ chấm một miếng, thì cái vỏ này nó đã hết rồi bạn. Gặm ngon. Béo quá các bạn ơi, quá béo. Em thử gặm cái vỏ. Thấy không? Cho vợ mình ăn cái vỏ các bạn.
Bây giờ tôm hùm này mình đã cho mình đã lăn nó qua nước nước sốt cà ri rồi, chắc nó thấm rồi đó. Cặp ơi. Cho em cặp khúc có tình nào. Cặp đi. Năm á. Cặp béo dễ sợ. Quá béo. Ừ. Nên ăn được nha. Nó làm thì ăn được. Ấy. Ok. Như vậy là Nhân Lì đã có thêm một cái món mới ở trong cái menu của cái nhà hàng Nhân Lì rồi các bạn ơi. Thì hổm gầy, nếu mà các bạn coi kênh của mình thì các bạn cứ biết là tôm hùm xào hành gừng, tôm hùm súp me, bữa nay Nhân Lì đã ra thêm một cái món mới, đó chính là tôm hùm curry. Thì các bạn nào thích thì cứ nha, đăng ký kênh mình đi nha, mình sẽ cố gắng làm những cái video khác cho bạn coi. Thì bữa nữa mình sẽ ra tôm hùm nấu Coca-Cola. Tôm hùm nấu canh chua. Tôm hùm nấu xương sa hộp lụ. Đó, cái càng của tôm hùm nhỏ xíu à. Chấm với này luôn. Em đậm gì vậy đấy luôn. Ừ. Ồ, quá đã. Ăn khoai được. Cái nước curry này nó béo béo các bạn. Nó béo béo mà nó thơm thơm nữa. Nó không có giống như những cái nước curry khác, nó rất là mặn. Đó. Hồi xưa mà mỗi lần mà ở Việt Nam mà nhà nào mà có cổ hay là người ta hay nấu cà ri rà hoặc là nấu lagu. Đã. Anh ra chưa thì hay không? Bây giờ mình bữa nào nấu cơm hùm nấu chao. Cơm hùm nấu chao có lý. Bây giờ mình sẽ thử cái con cua hoàng đế này đây. Cua hoàng đế thì mình ăn hoài các bạn. Nhưng mà bữa nay mình sẽ lấy cua hoàng đế chấm với lại nước curry. Cua hoàng đế curry luôn. Nói chung là bữa nay cái gì mình cũng chấm với curry hết. Mình sẽ chấm cả thế giới với lại nước curry các bạn. Thì thẳng thiện đây mình có một chuyện này kể cho các bạn nghe rất là vui các bạn. Thì các bạn biết nước Mỹ là một nước đa sắc tộc. Các bạn sẽ gặp rất là nhiều người ở khắp nơi trên thế giới các bạn. Thì mình đi làm nail á, cái ông mà đưa thư cho mình mỗi ngày, ổng là người Ấn Độ các bạn. Mỗi một ngày ổng tới với mình á, ổng hay nói chuyện với mình lắm, giống như là khi mà họ thân thiện đó. Nay Nhân uống gì Nhân? Uống trà. Bữa nay Nhân liền uống trà bạn. Tại sao vậy Nhân? Ồ, quá đã. Thì cái ông người Ấn Độ này khi mà ổng vô tiệm mình, ổng thấy trong tiệm mình có thờ Phật đó các bạn. Ổng mới ngạc nhiên là ổng nói tại sao mình lại thờ Phật giống như bên nước ổng. Thì mình mới nói ổng là thì Phật giáo là từ Ấn Độ mà ra, mà chứ ở đâu mà ra. Thì các bạn biết Phật giáo là từ Ấn Độ mà ra đúng không? Thì cái ông này ổng cũng biết vậy các bạn. Thì ổng mới nói với mình là cái chữ A Di Đà Phật đó, ông nói là A Di Đà Phật. Thì đó chính là cái tiếng của Ấn Độ các bạn. Giống như mình nói A Di Đà Phật nhưng mà mình không biết cái nghĩa là nghĩa gì. Thì đó là tiếng âm từ tiếng Phạn ra của nó các bạn. Rồi mình hỏi ông có biết là Phật tổ á, giống như là tên gì không? Thì ông nói là Thất Đạt Đa. có nghĩa là cái tên của Phật tổ hồi xưa là Thất Đạt Đa các bạn, là tiếng Phạn á, thì cái tên cái ông nói đúng như vậy luôn các bạn. Hồi xưa mình coi phim Tây Du Ký á thì mình không hiểu những cái từ đó gọi là gì, chẳng hạn như là Nam Mô hay là gì đó. Thì bây giờ ông Ấn Độ này ông nói mình mới ngạc nhiên là thì ra là vậy. Cái đó là cái ẩn khuất của mình mấy chục năm nay mình chưa dám hỏi ai. Một cái đuôi tôm hùm bé nhỏ. Cái vỏ thì bự ngay, đưa cái vỏ cái thịt cầm the ngay. Cái thịt thì nhỏ xíu. Nó nói thật sự với các bạn á. Gan nè. Nè. Nó nói thật sự với các bạn á, nếu mà ăn tôm hùm á, theo cái kinh nghiệm ăn tôm hùm của mình đó, các bạn nên ăn một cái con mà khoảng tầm 1 kg, 1,5 kg trở xuống thôi. Các bạn đừng ăn con nhỏ quá, tại con nhỏ quá ăn không ngon. Các bạn đừng ăn con lớn quá, con lớn quá cái thịt nó dai á. Các bạn ăn cái con mà
dừa dừa thôi thì nó ngon hơn các bạn nhé. Tại vì mà các bạn mà con ăn cái con bự quá đó thì nó thực sự thì các bạn lên lên phim các bạn chụp hình nó đẹp lắm, nhưng mà cái thịt nó không ngon. Tại vì hồi xưa mình bỏ tiền để mình ăn cái con bự rồi á, cái thịt nó không được ngọt như là cái thịt con, cái con nhỏ các bạn. Đó, nè. Nhưng phải chấm cà ri ha. À. Không, bữa nay mình phải chấm cả thế giới vô cà ri mà. Nè, dành chấm chuối cà ri đi. Ok. Quá đã các bạn ơi. Chuối sấy. Chuối sấy chấm cà ri luôn. Bây giờ mình sẽ chấm cả thế giới vô cái cà ri này các bạn. Để coi nó ra gì. Không ra gì hết. Ngon quá. Mình sẽ chấm rong biển vô cà ri luôn. Ăn rong giấy gì. Ừ hả. Good. Cuối cùng thì à, nó làm bát bò xong. Rồi. Nè. Ơi. Trời ơi, phải chấm cái này. Mãi em mới ăn được. Ăn nè. Ăn được có nguyện biệt nữa. Ăn đi. Không cho mặt. Có nhiều bạn hỏi mình là mua cua để nãy đâu các bạn ơi, các bạn hãy nhớ coi video của mình nhé. Tại vì trong video của mình đã nói nhiều lần rồi. Thì có nhiều bạn hỏi mình là mua cua để từ Mỹ gửi về được không? Thì câu trả lời của mình là bây giờ bên Việt Nam nó có nhiều nhập khẩu lắm. Ở trên Sài Gòn nó có nhiều cửa hàng nhập khẩu lắm. Bởi như vậy các bạn không cần phải đi qua nước ngoài để mua cua để đâu. Bây giờ bên Sài Gòn á. Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn nó đã có rất nhiều rồi. Nè, thôi. Bởi vì các bạn đừng có game mua ở nước ngoài gửi về, tại vì từ nước ngoài gửi về nó rất là mắc tiền. Không có đáng. Ăn hải sản mà sướng luôn. Em muốn gặm cua lặn, cho em cua lặn. Ok. Cho em cái này. Thì Nhân, em thắc mắc quá. Sao hôm nay nó muốn ngủ vậy anh? Oh yeah. Sao vậy anh? Đây. Em ăn cua lặn. Mình ăn cái này các bạn ơi. Này của bạn Nhân khoái, nó chấm cà ri không? Chấm không? Nó lạ lạ. Thấy vợ thương không? Giờ làm đủ món cho anh. Trong hai vợ chồng mình dành toilet nha. Quá đã luôn. Đúng là cuộc sống này nó rất là sướng bạn. Nói chung á, các bạn em đi đâu cũng gì, mỗi bữa tiệc nào á, có quan trọng nhất là đồ ăn. Nói như vậy. Ăn uống là chuyện thiết yếu, bởi vì mình phải ăn ngon, mình phải hưởng thụ được cuộc sống này các bạn. Nếu mà mình không ăn ngon thì mình sẽ không thể hưởng thụ được cuộc sống này được. Quá đã. Buồn quá. Anh không phải buồn chuyện gì. Anh đúng rồi, anh tao này đúng không? Xanh mặt tệ thì anh xúc em nữa. Mình đi dậy đi. Quá đã các bạn ơi. Cái cà ri này á, em phải làm cây nữa mới ngon. Ăn cây hả? Cây mai bỏ kia hả? Ở gì á?
Hả? Cái cây tự thắt ớt bỏ vô. Trời ơi. Cái nước á, cái nước á. Ừ, muốn ăn tự cắt cái ớt rồi. Mắc cà bớ gì. Ok, bây giờ mình đã ăn xong rồi. Anh muốn ăn cay phải không? Lấy giờ Ấn Độ đi. No, no. Các bạn biết không, hồi xưa mình đi làm á, cái nói thật sự lâu lâu á mình mới có một hai người khách Ấn Độ du lịch vô tiệm mình làm các bạn. Mà các bạn biết không, trời ơi, mình nói thiệt với các bạn á, làm cho khách Mỹ trắng á rất là sang. Làm cho khách Mỹ trắng vừa thoải mái mà được nhiều tiền nữa. Làm cho khách Ấn Độ, các bạn biết không, khách Ấn Độ nha, nên nó vô trước tiên nó hỏi một câu các bạn là bây giờ mày có bớt không? Trời ơi trời, qua bên Mỹ mày còn trả giá nữa má. Bây giờ nó hỏi mình có bớt không bạn? Thì nó thật sự người Ấn Độ họ rất là keo các bạn. Ok. Thì mình mới nói là bây giờ cái giá đã như vậy rồi, nó không thể bớt được. Nó thật sự thì mình không muốn bớt cho họ các bạn. Thì mình bớt cho họ đó, thì mỗi một lần vô họ đều hỏi gì các bạn, hiểu không? Thì đa số là vậy, người Ấn Độ họ đi đâu họ cũng trả giá các bạn. Qua bên Mỹ rồi họ vẫn trả giá. Thì có rất là nhiều người Ấn Độ họ gọi vô tiệm mình, họ trả giá các bạn. Họ nói là bây giờ tao đi 4 người mày có bớt không, giống như vậy đó, hay không? Họ hỏi là bây giờ 4 người có giảm giá không, hay gì một người á thì không giảm giá, bây giờ 4 người giảm giá không? Thì giống như là, nhưng mà các bạn mà làm cho những người Ấn Độ này á, trời, họ nhìn rất là kỹ nha, giống như là họ, các bạn sơn tay của họ, các bạn sơn móng tay cho họ, các bạn phải sơn thiệt là đẹp họ mới chịu nha. Họ phải làm cho lại là đáng đồng tiền bát gạo họ mới chịu đó. Bởi vì đi làm mình sợ nhất những người này các bạn. Họ không có bà bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng mà họ hành hạ mình đủ thứ chứ. Họ làm mình muốn nhủn não luôn vậy đó. Cũng giống như á, các bạn hay hỏi mình là tại sao ăn tôm hùm á, mà đi nhà hàng ăn mà có cái đuôi tôm hùm không? Này Nguyễn, tao ăn đậu. Thì tại vì khi mà người Mỹ á, các bạn biết không, họ làm, họ mở nhà hàng á, họ chỉ bán cái đuôi tôm hùm thôi. Giống như là khi mà các bạn vô nhà hàng á, thì họ sẽ bán một cái đuôi này thôi, chỉ là cái đuôi này thôi nè. Ok. Thì bây giờ có cái bữa kia, có cái gia đình Ấn Độ kia vô ngồi nhà hàng với mình, thì bữa đó nhà hàng đông các bạn, thì nhà Ấn Độ bên ngồi bên kia, nhà mình ngồi bên đây, thì mình cũng kêu một phần tôm hùm để coi tôm hùm ở nhà hàng này nó xào có ngon không. Thì mình kêu một phần tôm hùm, thì gia đình Ấn Độ đó cũng kêu một phần tôm hùm luôn. Nhưng mà khi mà họ đem ra các bạn, họ chỉ đem cái đuôi thôi à, thì cái bà vợ Ấn Độ này á, bà mới quát cái thằng nhân viên lại, bà hỏi là cái đầu của nó đâu, cái mình của nó đâu, cái chân của nó đâu, sao không đem ra. Thì cái thằng nhân viên này nó nói là thì ở đây chỉ bán cái đuôi thôi các bạn, ở đây chỉ bán cái đuôi tôm hùm thôi, làm gì mà có cái phần cái mình đem ra. Bà không chịu bạn, bà nói là tao trả tiền mà tụi bay đem cái đuôi tôm hùm mà bà không chịu. Thì ông chồng của bà giống như là mắc cỡ các bạn, tại vì đi vô nhà hàng mà. Ông chồng bà mới khiều bà, giống như là thôi được rồi em, lâu lâu mới đi nhà hàng mà thoải mái chút xíu đi. Nhưng mà bà này giống như là họ có cái tính như vậy các bạn, hiểu không? Họ phải ăn từng đồng từng cắt không có chịu nha. Ok, thì bà mới quát thằng đầu bè làm đánh là trời ơi, nguyên một cái con tôm hùm mày lấy giá mà mày đem ra có một cái miếng tôm hùm mà. Thì dĩ nhiên là nhà hàng thì nó có phải có cái giá nhà hàng các bạn. Nếu mà các bạn không đi nổi nhà hàng thì ở nhà thôi, chứ làm gì sẽ mất mặt người chồng các bạn, thấy không? Thì đó là như vậy. Nếu mà các bạn nào mà ham lấy chồng Ấn Độ thì mình sẽ kể cho bạn nghe như vậy. Vô gì? Em ăn không? Nào. Em cắt được nè. Phải không? Nói chung là dù sao người Việt Nam lấy người Việt Nam cũng đỡ hơn, tại vì cái phong tục tập quán nó đã như vậy rồi. Bây giờ tôi nói là Việt Nam lấy Mỹ anh à, anh đi sao thời đại nó phải kỹ rồi. Nay bây giờ em đi vậy, anh đi kiếm chồng Mỹ không? Ok. Kiếm một anh tóc lưng tóc vàng mắt xanh. Sao ra nhân chạy ra, ôi em mới đừng vợ anh. Lúc đó có thiếu gì người vô thì anh. Nhân. Nếu mà có là anh thấy lấy vợ được anh 22 tuổi rồi, ok? Hữu hiểu cái trình độ của mình ở đâu đi, đừng có đặt mình cao quá, ok? Ế, nhăn răng chứ đó. No, no.
nhân răng. Wow, cái con cua này nó cắt ghê, nó đã quá các bạn ơi. Cái cảm giác này nó cắt nghe rợt, rợt. Cầm cái con cua này nó thực sự rất là đau các bạn. Bởi vì mình ngồi đây, mình ăn cua bằng đế cho các bạn, mình chịu đau để mình review cái này này. Cái này cà lăm hả nha, dạ là nhâm cà lăm rồi đó. Bây giờ mình sẽ chấm nó vô đây ăn thử coi nó có ngon các bạn ha. Xong kéo ra cái lưỡi lủng lỗ nè. Dấm mì. It's for you baby. Anh lắm nè. Bữa nay vợ mình tốt các bạn, nó cho mình ăn nè. Mới phân miếng vậy? Ghê quá à. Ăn bự quá luôn. Trời xạo cho bự cũng ăn, miếng tay xạo nhanh không. Ok các bạn ơi, thì mình review cái phần tôm hùm cà ri này như vậy là xong rồi. Nói chung là cái vị của nó cũng lạ các bạn. Lâu lâu mình nấu món mới để cho các bạn coi. Mình giống như là con chuột bạch vậy đó, mình sẽ thử những cái món này để coi cái món nào nó ngon, cái món nào nó dở, mình sẽ nói cho bạn biết. Thì khi mà mình ăn như vậy á, cái nào mà ngon là mình nói ngon, cái nào mà dở là mình nói dở nha các bạn. Tại vì cái kênh của mình là kênh chất lượng, ok? Nào giờ em có nghe nói cái nào dở không? Cái nào mà không ngon là mình nói không ngon, cái nào mà dở là mình nói dở. Nào đó giờ em thấy cái nào anh chơi đâu. Không phải là cái gì mình cũng nói ngon các bạn nha. No, what how sweet is it? Oh yeah. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Cảm ơn các bạn nhé.